Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền cùng các cấp, các ngành ở huyện Hồng Dân xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Bằng nhiều giải pháp phù hợp với tình hình của huyện, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đa chiều trong năm 2023 ở huyện Hồng Dân đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng, làm động lực vững chắc cho công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024 và chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đón mùa xuân mới năm 2024, hàng trăm hộ nghèo đã có cuộc sống ổn định hơn, hàng ngàn hộ thuộc diện khó khăn và bảo trợ xã hội từng bước vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày để chuẩn bị vui xuân đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn với niềm hân hoan phấn khởi hơn. Với nỗ lực quyết tâm trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện đã có những cách làm mới sáng tạo. Nhờ đó mà năm 2023, kinh tế của huyện Hồng Dân đã đạt mức tăng trưởng khá tốt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thực hiện cuối năm bình quân đầu người ước đạt hơn 72 triệu đồng một người một năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội được thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia và của địa phương đề ra trong năm. Tiêu biểu là phong trào đền ơn đáp nghĩa và các chính sách an sinh xã hội. Giảm nghèo đa chiều bền vững được triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ và đem lại kết quả tốt hơn. Điển hình là huyện đã vận động hỗ trợ xây dựng được 231 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương trị giá hơn 10 tỷ 140 triệu đồng, tạo điều kiện cho người dân vươn lên giảm nghèo được 813 hộ so với chỉ tiêu là 600 hộ, đạt hơn 135% kế hoạch. Qua khảo sát, số hộ nghèo còn lại cuối năm 2023 là 960 hộ, chiếm tỷ lệ 3,44%. Trong năm 2023, huyện cũng đã giảm 582 hộ cận nghèo, đạt hơn 149% kế hoạch. Hộ cận nghèo còn lại đến cuối năm 2023 là 830 hộ, chiếm tỷ lệ 2,97%. Vì vậy, có thể nói năm 2023 vừa qua là thời điểm đáng nhớ với nhiều hoa thơm trái ngọt trên lĩnh vực chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân nói chung, công tác đền ơn đáp nghĩa và giảm nghèo đa chiều bền vững nói riêng. Trong năm 2023, thì huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung vận động mọi cái nguồn lực để hỗ trợ cho hộ nghèo, cũng như phân công các cái phòng ban ngành cấp huyện cũng như các xã thị trấn để hỗ trợ giúp đỡ vốn và phương tiện sản xuất cho hộ nghèo. Thì qua kết quả vận động phân công các cái ban ngành hỗ trợ cho hộ nghèo được hơn 2,3 tỷ đồng. Và để cái công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện được bền vững theo cái hướng ngày càng phát triển, thì huyện đã lồng ghép các cái nguồn, cái chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Để hỗ trợ cho hộ nghèo, thì trong năm 2023 thì huyện đã giải ngân được hơn 7 tỷ đồng để hỗ trợ giúp đỡ cho các cái hộ nghèo bằng các cái mô hình như hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ việc làm bền vững và cái đào tạo nghề cho hộ nghèo trên địa bàn huyện để góp phần cho công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện được bền vững hơn. Mỗi gia cảnh khi rũ bỏ được chiếc áo vá bởi những mảnh ghép của sự khó khăn và nghèo khổ đeo bám bấy lâu nay đều có những câu chuyện thú vị riêng. Nhưng chung quy lại là bà con đều có một điểm chung là thoát nghèo thật sự bền vững khi về đích. Đơn cử như gia đình anh Phan Văn Phúc ở ấp Cây Mét, xã Ninh Thành Lợi. Mấy năm trước, giờ này anh còn đi làm ăn ở xa, giáp Tết mới về được. Tuy nhiên năm nay, khi hương xuân đã chạm về đầu ngõ, thì gia đình anh sum họp ấm áp hơn. Vì hiện nay anh không còn phải xa quê đi bươn trải kiếm sống như trước nữa. Anh Phúc cho biết, được xã hỗ trợ từ chương trình hỗ trợ vốn sinh kế để làm ăn, vợ chồng anh mua mấy con heo về nuôi, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, mấy con nuôi để bán thịt, còn lại mấy con nuôi để làm giống. Đến nay heo nái đã đẻ được mấy bầy heo con, mấy con heo nuôi thịt cũng chuẩn bị xuất chuồng dịp Tết Nguyên Đán. Còn heo con khi tách bầy, anh sẽ giữ lại để nhân rộng bầy heo nuôi thương phẩm. Vui hơn cả là chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, gia đình anh được sống trong căn nhà tình thương, vừa được xã cắt tặng hoàn thành, trị giá hơn 100 triệu đồng.
trong đó nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là gia đình anh tự tích góp được và anh em dòng họ giúp đỡ thêm. Dù không có đất sản xuất, nhưng giờ có nhà mới ổn định, có vốn làm ăn sinh kế, thì sau khi vui xuân đón Tết Giáp Thìn này, anh Phan Văn Phúc cũng không đi xa làm thuê nữa, mà ở nhà kiếm việc làm ở địa phương và chăn nuôi heo, để phát triển kinh tế gia đình cho khấm khá hơn. Trước đây thì gia đình cũng khó khăn lắm, nhà cửa thì nó muốn sập hết rồi. Nhà nước cho được cái nhà, rồi giờ hiện tại ở đây mừng ở địa phương, không có đi mặn nữa. Rồi năm nay Tết thì đầu năm nhà nước cũng có hỗ trợ cho cái mô hình nuôi heo rồi đó, rồi cũng năm nay Tết mà ăn Tết cũng khá giả hơn mọi năm, cũng ổn định hơn. Cuối năm 2023 này là thoát 12 hộ, còn lại 2 hộ. Thì do điều kiện kinh tế bà con nó cũng ổn thoáng, và trong khi đó mình cũng có hỗ trợ mô hình sinh kế, thì mỗi hộ mọi vận động các mạnh thường quân để hỗ trợ về nhà, thì bà con cũng rất phấn khởi khi được chính quyền nhà nước quan tâm để hỗ trợ cho bà con để có cái cơ ngơi, có cái nhà để mà ở, để an tâm để mà làm ăn sản xuất. Hay như hoàn cảnh của gia đình ông Huỳnh Công Thành, ấp Xẻo Gừa, xã Ninh Thành Lợi, rất khó khăn, vẫn cố gắng trong cuộc sống. Năm nay vợ chồng ông đều hơn 70 tuổi cả rồi, nhưng cũng chỉ có mấy công đất nuôi tôm và trồng năng cho người ta vào nhổ bán kiếm tiền hàng ngày. Chứ giờ cảnh già yếu, không còn khả năng lao động nặng nhọc. Ông Thành là hội viên hội cựu chiến binh, hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa lại siêu vẹo không tự cắt lại nhà mới. Nên vừa qua, gia đình ông được cấp ủy chính quyền xã Ninh Thành Lợi vận động các cơ quan đơn vị hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà tình thương. Các con ông Thành dù rất khó khăn, nhưng mỗi đứa giúp cha mẹ thêm một ít. Bà con lối xóm và đồng đội trong chi hội cựu chiến binh thì góp thêm ngày công, nên căn nhà vừa được xây cất hoàn thành, đưa vào sử dụng khá khang trang. Tết Nguyên Đán năm nay, vợ chồng ông như nhân đôi niềm vui và đón mùa xuân mới thêm ấm áp nghĩa tình. Về cái xã Ninh Thành Lợi này, coi như là đảng bộ, đảng ủy, ủy ban cũng quan tâm cái tất cả cái gia đình chính sách, những người có công, rồi hỗ trợ tất cả điều dưỡng dân thường. Thì thấy những mấy hộ cũng có hỗ trợ con giống tất cả rồi nhiều thứ lắm. Rồi năm nay thì như riêng gia đình tôi thì được cái là hỗ trợ được cho được cái căn nhà. Thành ra là tôi cũng vô mừng sửa chữa lại rồi tôi cũng mừng để là chuẩn bị là đón xuân Tết đến rồi. Thành ra là tôi cũng biết ơn là coi như của cấp ủy của đảng bộ của xã. Năm nay nó giảm nghèo của ấp Xeo Gừa nó giảm còn lại là 0,2%. Hiện tại thì nói chung hộ nghèo cũng đang nâng đỡ các cái nguồn vốn trên đem về để tiếp ứng để cho bà con kịp thời để thoát nghèo bền vững. Cái đời sống của hội chính sách hiện tại giờ cũng khấm khá lên, cũng ngang tầm với những cái hộ trung bình. Còn dân hộ dân hiện tại giờ nói chung về mùa màng năm nay cũng được giá, bà con cũng phấn khởi. Thời gian qua, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được các cấp ủy, chính quyền ở xã vùng căn cứ cách mạng của tỉnh thường xuyên quan tâm tổ chức thực hiện. Ngoài hàng tỷ đồng do huyện hỗ trợ hộ nghèo có vốn sinh kế phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề góp phần nâng cao thu nhập và thoát nghèo thật sự bền vững, xã cũng đã vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây dựng gần 120 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà tình đồng đội trị giá hơn 5 tỷ đồng. Đạt được kết quả đó nhờ sự quan tâm của Trung ương cũng như tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cùng với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đối với người dân vùng căn cứ cách mạng. Đồng thời có sự chỉ đạo, kỳ quyết của cấp ủy, nỗ lực điều hành của ủy ban nhân dân trong phát huy nội lực, thực hiện hiệu quả mọi nguồn lực xã hội và phát huy tốt vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đã tạo điều kiện cho xã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm. Đón xuân năm mới 2024 này, thu nhập bà con nhân dân ở xã nơi vùng căn cứ cách mạng của tỉnh đã gia tăng đáng kể nhờ trúng vụ lúa tôm lại trúng giá. Vì vậy, cuộc sống cũng sung túc hơn mọi năm.
Trong ban chấp hành cũng tập trung nỗ lực hết sức để vận động nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Và ngoài ra thì cũng có hỗ trợ cho bà con, đặc biệt là hộ nghèo về cái công tác an sinh xã hội, về hỗ trợ các cái mô hình làm ăn có hiệu quả. Thì xã cũng tập trung để hỗ trợ, và xã cũng có hỗ trợ về cái các cái mô hình vốn sinh kế cho hộ nghèo, để cho bà con hộ nghèo thoát nghèo một cách bền vững. Cuối năm 2023 thì xã chỉ còn có 2,51%, giảm tỷ lệ hộ nghèo rất là cao. Cũng được sự hỗ trợ của tất cả các cái đơn vị mạnh thường quân để hỗ trợ các cái nguồn lực cho cái xã Ninh Thành Lợi. Đặc biệt là chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo, thì trong năm thì xã cũng đã vận động hỗ trợ xây dựng và cất nhà được 105 căn nhà. Và ngoài ra thì được các cái đơn vị, các sở ban ngành cũng hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, thì đặc biệt là công an thì cũng hỗ trợ cho xã là 40 hộ nghèo, và cục thuế tỉnh cũng hỗ trợ cho xã 15 hộ nghèo, còn lại thì tự thân vận động của địa phương. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân xác định năm 2024 được xem là năm tăng tốc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy, huyện tiếp tục bám sát 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, cùng với các mục tiêu, chỉ tiêu đã nêu trong nghị quyết đại hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ. Nhất là năm 2024, huyện Hồng Dân đề ra mục tiêu tổng quát là thực hiện giảm nghèo bền vững theo phương thức đa chiều thiếu hụt, hạn chế tái nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm ít nhất là 2 điểm phần trăm. Một trong những giải pháp then chốt vẫn là tăng cường tuyên truyền, vận động và làm chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí, tự lực tự cường, phát huy tinh thần tự giác và chủ động vươn lên của người nghèo để thoát nghèo bền vững và vươn lên khá giả. Đồng thời, huyện cũng tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp về nguồn lực, nhân rộng cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo. Để thực hiện cái công tác giảm nghèo năm 2024, thì ngay từ đầu năm, thì ủy ban với sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng một cái kế hoạch để chỉ đạo các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung cho công tác giảm nghèo bằng cái giải pháp thứ nhất là làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức hộ nghèo và hộ cận nghèo trong cái việc thoát nghèo trong năm 2024, rồi tập trung mọi nguồn lực và lồng ghép các cái chương trình mục tiêu để hỗ trợ cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững, rồi tiếp tục phân công các cái phòng ban ngành cũng như các cái xã thị trấn để hỗ trợ vốn phương tiện sản xuất cho hộ nghèo để góp phần cho cái hộ nghèo có cái mô hình làm ăn thoát nghèo bền vững. Và cái vấn đề nữa là huyện ưu tiên trong cái việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng như giới thiệu xuất khẩu lao động cho hộ nghèo và cận nghèo để làm sao họ có cái cuộc sống ngang bằng và cái vươn lên thoát nghèo bền vững. Bước sang năm mới 2024, ngoài việc huy động tối đa các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, huyện Hồng Dân đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là liên kết vùng, khu vực và cả nước, ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận dịch vụ thông tin, để giúp người dân được thụ hưởng đúng, đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương và địa phương trong công tác giảm nghèo, với phương châm vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Chương mục Hồng Dân trên đường phát triển kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.